Cô bé gái người Anh, 15 tuổi, chỉ cao 80cm. Với bàn chân có kích thước bằng trẻ lên 7 tuổi và chiều cao 80cm, Jill, 15 tuổi, được mệnh danh là bé gái nhỏ nhất của nước Anh. Cô bé được bạn bè trường mến gọi bằng cái tên Lee. Hiện tại, Jill đang sống cùng với gia đình ở thị trấn Washington, Tây Bắc nước Anh. Các bác sĩ cho biết Jill mắc một chứng bệnh còi cọc hiếm gặp khi xương đã phát triển đầy đủ và không thể lớn hơn được nữa. Cô bé đi lại rất khó khăn thậm chí không thể nhấc nổi một chiếc ấm đun nước. Simon, 38 tuổi và Andre, 36 tuổi, cha mẹ của Trio nói rằng ban đầu họ tưởng con gái sẽ không sống được khi mắc chứng bệnh này. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực điều trị, Trio đã có cuộc sống bình thường như bao người khác. Cha mẹ Trio bắt đầu phát hiện thấy điều bất thường ngay sau khi Trio được sinh ra bởi cô bé bắt đầu giảm cân và không hấp thụ chất dinh dưỡng. Trio là con gái đầu lòng của chúng tôi. Khi sinh nó, tôi chỉ mới 21 tuổi tôi cảm thấy sợ hãi khi Trio phải liên tục trải qua các xét nghiệm và dành 3 năm đầu tiên của cuộc đời mình trong bệnh viện. Cô Andrea chia sẻ, cha mẹ Trio cho biết họ cảm thấy con gái mình thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa khi cô bé không thể tự đi bộ đến trường. Họ đã đưa Trio đến gặp nhiều chuyên gia, y tế và gửi phim ít quan tới các bác sĩ nhiều nước trên thế giới, nhưng không ai có thể xác định chính xác bệnh tình của Trio là gì. Tôi không để ý đến việc mình nhỏ bé, tôi thấy bản thân mình giống như mọi người khác từ nhỏ tới lớn tôi không có gì thay đổi, tôi không nhận thấy mình khác biệt khi bắt đầu đi học, chỉ khi lớn hơn một chút tôi mới nhận ra điều đó, Gio nói, hiện tại gia đình Gio đang cố gắng kê quỹ mua chiếc xe lăn trị giá 18.000 bảng Anh để giúp cô bé di chuyển dễ dàng hơn.